Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh doanh. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số ghi nhận ngắn về xu hướng Internet vạn vật IoT và chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện với ông Trần Anh Tuấn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắt Đầu để nói về chủ đề này. Rất vui gặp lại ông trong tuần thứ hai của chương trình. Thưa ông Tuấn, thì suốt từ khi thành lập Sao Bắt Đầu luôn đi tiên phong trong những xu thế mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, từ những giải pháp hệ thống cho đến điện toán đám mây, IoT hay trong giao thông thông minh, môi trường thông minh và thành phố thông minh. Và như vậy thì vai trò tiên phong luôn hàm chứa những cái thách thức mang tính khởi đầu. Như vậy thì Sao Bắt Đầu đã vượt qua những thách thức này như thế nào? Vâng, đúng như chị nói thì người đi trước thì bao giờ nó cũng phải chấp nhận những cái rủi ro. Ví dụ như chúng tôi đã đầu tư vào cloud thì vẫn còn rất ít khách hàng hiểu và chấp nhận sử dụng nó. Chưa kể là bây giờ nó kinh doanh đâu, nó còn biên giới nữa đâu. Thì không phải chỉ là cạnh tranh trong nước mà chúng tôi còn phải cạnh tranh với những cái đơn vị rất là khổng lồ ở nước ngoài như Amazon, như Microsoft. Cái thứ hai nữa là trong cái lĩnh vực về Internet of Things, có thể nói là về mặt công nghệ thì chúng ta nghe rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà đưa nó vào trong cuộc sống thế nào và cung cấp cho khách hàng ra làm sao, như là nghiên cứu về giải pháp thì có rồi, nhưng mà để bán được cái giải pháp đấy, để có thể triển khai được cái giải pháp đó thì phải có được cái cơ hội mà khách hàng đem đến cho mình. Thì chúng tôi rất may có những cái cơ hội đó, nhưng là cái sự may mắn nó không ngẫu nhiên nó đến với mình, và trước đó mình đã phải có một cái sự chuẩn bị. Có lẽ đúng như ông nói là cơ may không thể mang lại cho thành công của Sao Bắt Đầu như hiện nay. Và nó còn nằm trong chiến lược nữa. Bởi vì có nhiều doanh nghiệp họ cũng khai thác IoT nhưng mà họ định hướng với khách hàng lẻ, là đối tượng thị trường vi mô cung cấp những giải pháp chẳng hạn như là Smart Home. Nhưng mà Sao Bắt Đầu lại chọn giao thông thông minh, những dự án lớn. Như vậy thì nguyên nhân do đâu thưa ông? Nó cũng đi vào cái đặc thù kinh doanh của Sao Bắt Đầu. Thị trường của Sao Bắt Đầu chủ yếu là doanh nghiệp. Cho nên là khi chúng tôi lựa chọn những cái công nghệ, những cái giải pháp trong lĩnh vực Internet của vạn vật thì chúng tôi cũng lựa chọn đi trước những cái giải pháp cho doanh nghiệp. Và đó là lý do tại sao mà khi chúng tôi được khách hàng mời thì chúng tôi đã sẵn sàng để có thể triển khai cái giải pháp của giao thông thông minh. Và hiện nay thì chúng tôi cũng nghiên cứu theo hướng đó, tập trung vào những giải pháp để giải quyết các bài toán về môi trường thông minh, về những cái phần, những cái bài toán để trong an ninh trật tự đô thị. Dạ vâng. Thì đi từ cái góc độ của mình là làm nhiều và am hiểu nhiều trong cái thị trường doanh nghiệp trong cái thị trường các dự án. Tuy nhiên là chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua những cái cơ hội và những cái đối tượng khách hàng nhỏ hơn trong những cái lĩnh vực khác, như là home, như là bán lẻ, như là trong các cái khu căn hộ. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã bắt đầu triển khai theo hướng đó rồi, và cũng đã có một vài những cái giải pháp mà chúng tôi đã có giới thiệu đến khách hàng. Nói tiếp cái câu chuyện hệ thống giao thông thông minh, môi trường thông minh và thành phố thông minh, như vậy đối với những cái đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì Sao Bắt Đầu đang có những kế hoạch gì mà ông có thể tiết lộ? Không phải chỉ Hà Nội, không phải chỉ Thành phố Hồ Chí Minh mà rất nhiều các thành phố khác, rất nhiều các cái tỉnh thành khác cũng đề cập đến các cái giải pháp để xây dựng cái thành phố mình, cái tỉnh mình trở thành là thành phố và tỉnh thông minh. Tuy nhiên là lựa chọn cái gì để mà phát triển thì theo tôi nghĩ là đấy là một cái bài toán cần phải cân nhắc. Thế còn về khía cạnh của Sao Bắt Đầu thì chúng tôi sẽ tập trung vào một số những cái lĩnh vực mà chúng tôi sẽ làm, cũng như là về môi trường thông minh, về IoT cho phòng chống ngập, giao thông thông minh không phải chỉ là trên các đường quốc lộ, không phải chỉ là các hầm, mà kể cả là giao thông thông minh trong đô thị. Dạ. Có những cái tỉnh thì người ta có thế mạnh về du lịch thì chúng tôi tập trung vào du lịch thông minh chẳng hạn. Dạ, và liên quan đến thành phố thông minh thì có nhiều người nói là thời điểm hiện tại Việt Nam có đủ cái điều kiện để phát triển thành phố thông minh, nhưng mà cũng có người nói là hạ tầng cơ sở của mình còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà phải chăng vì thiếu nên mới cần, và vì cần cho nên mới mở ra cơ hội cho doanh nghiệp? Về triển khai các giải pháp của thành phố thông minh là nó liên quan đến rất nhiều thứ. Về nguồn vốn là rất lớn, nhưng nó còn liên quan đến cả vấn đề về quy hoạch đô thị nữa. Thì nếu mà những cái thành phố mà nó đã phát triển rồi ấy, thì khi mà triển khai các giải pháp trong đô thị, giải pháp về trong thành phố thông minh thì nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều với những cái khu mà chúng ta phát triển mới. Những cái khu phát triển mới chẳng hạn như Thành phố Hồ Chí Minh, như khu đông
bên Thủ Thiêm, rồi chúng ta có những quy hoạch từ ban đầu để xây dựng nó là trở thành cái đô thị thông minh rồi thì triển khai nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng nếu mà nói về cơ sở hạ tầng nó còn thiếu hay này cái khác thì nhìn ở đâu nó cũng thế. Không phải chỉ ở Việt Nam mà các nước khác cũng thế. Nhưng nói về khẳng định, nếu khẳng định của tôi là về mặt công nghệ là các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn đảm đương được. Vấn đề còn lại là vấn đề về nguồn vốn, vấn đề quy hoạch và tính thực tế trong khi triển khai. Chúng ta không thể triển khai một cách tràn lan như thành phố Hồ Chí Minh lớn rộng như thế này. Tiền đâu để có thể triển khai cho cả một cái khu vực rộng lớn thành phố Hồ Chí Minh với hàng chục triệu dân. Thì chúng ta phải lựa chọn giải pháp nào, lựa chọn khu vực nào để chúng ta làm trước. Và hình thức này theo tôi nghĩ là cái hình thức PPP là hình thức mà nó khả thi để có thể triển khai. Và cái này thì chắc là về phía nhà nước cũng cần phải xây dựng những cái chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào, khuyến khích xã hội hóa đầu tư vào. Chứ còn để nhà nước lo không ấy, thì tôi không nghĩ là ngân sách nhà nước có thể đủ để triển khai các giải pháp cho đô thị thông minh đâu. Vậy theo ông như vậy thì đội ngũ nhân sự và công tác R&D chắc hẳn đã được đầu tư rất mạnh để sẽ bắt đầu theo đuổi cái xu hướng IoT này. IoT thì nó rất là rộng. Nó bao gồm rất nhiều những cái công nghệ để có thể triển khai một cái giải pháp, bao gồm rất nhiều những cái thiết bị. Có những thiết bị là quen thuộc với dân IT, có những thiết bị thì không quen thuộc, vốn dĩ nó thuộc lĩnh vực khác, ví dụ như tự động hóa, lĩnh vực về cơ điện chẳng hạn. Thì ở đây để có thể triển khai cái đó thì bên cạnh cái việc mà nghiên cứu về các giải pháp, nghiên cứu về xu hướng về thị trường thì phải kết hợp với cái cộng đồng. Cộng đồng ở đây nó là cộng đồng về đối tác. Dạ vâng, xin cảm ơn Tuấn rất nhiều ạ. Thưa quý vị, chúng ta đang có cuộc trò chuyện với ông Trần Anh Tuấn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sa Bắc Đẩu. Và ngay bây giờ sẽ là ít phút giải lao trước khi chúng ta quay trở lại với phần cuối của chương trình.